Con định đến với con điếm đó hay sao hả? Đó là người con yêu mà ba. Con nói với ba về tình yêu Alberto. Alberto chính là cậu chủ của nhà Desol đó. Hạnh phúc quá mong manh. Tôi không tới với Alberto dễ là cái gì chứ? Chúng tôi đã có con với nhau. Con thật là trơ tráo quá đó. Ngày mai bọn chúng sẽ lên thuyền. Anh hãy đến đó và giết cô ta đi. Sinh ra bởi tình yêu, chia cắt bởi hận thù. Đâu là điểm dừng cho hai số phận? Đón xem Tình Trong Dông Bão lúc 19 giờ hàng ngày trên SNTV, SCTV6.